Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Trúc ăn bánh hỏi chay gồm có mắm ớt tỏi nè, chua ngọt nè, đồ chua ngọt á, xoài với mà những món chua ngọt Trúc làm nha. Và bánh hỏi cá nhân Trúc làm hết, nhưng mà bây giờ chỉ có dọn ra ăn thôi. Và đây là không thiếu dĩa rau sống rất là ngon nha cả nhà mình ơi. Và có bánh tráng nướng nữa nè. Và ăn xong rồi có dĩa trái cây nè. Đó, mời cô chú anh chị và các bạn thưởng thức với Trúc nha. Và xem video của Trúc với nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nha. Mình ăn thôi, đói bụng lắm rồi. Hi, xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay là Trúc làm bánh hỏi sẵn sàng lên ăn thôi. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem video của Trúc nha, ủng hộ cho Trúc nha. Rồi, mời cả nhà mình ăn ha. Mình ăn thử cái món bánh hỏi mình làm nhân thịt nè, rất là ngon. Trúc ăn thử một miếng nha, mời cả nhà nha. Nhưng mà mình trước khi mình ăn đó, mình uống nước trà vô. Cái này là trà xanh á các bạn, uống mỗi ngày mỗi 2 ly, sáng 1 ly, khoảng 3 giờ chiều uống một ly nữa cho cái mỡ nó tiêu nha cả nhà mình nha. Trước khi ăn là Trúc uống một hơi vậy đó cả nhà mình cùng ăn với Trúc nha. Bây giờ Trúc sẽ múc ống ớt tỏi để mà ăn với bánh hỏi. Dễ chứ món ớt tỏi nó ngon lắm á cả nhà. Cho vào đây. Hello hai nè. Hello, ngồi đây con, ngồi đây ăn. Hello, xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Nó không có chịu cột tóc nó lên là nó quất xuống hết. Nó không chịu đứng quay phim nữa, cả nhà mình. Nó bỏ nó đi rồi đó. Và Trúc sĩ ăn ngay bánh tráng nè. Nó ngon như thế nào ha. Bánh hỏi đó. Ăn với lại nhân của nó, nhân thịt chay chút bằm ra với lại đậu xanh rồi đó. Ngon quá. Ăn cái gì cũng ngon miệng á cả nhà ơi. Cái này đồ chua của nó. Trời ơi, chiên mắm ớt á, nó ngon gì đâu luôn á. Dưa liu, rau sống á. Ngon quá. Cái này mì căng trúc chiên giòn. À, ăn với bánh hỏi cũng ngon hết. Ngon quá. Ngon lắm luôn á cả nhà. Sâu nhà mình á, hái vô ăn á, tốt lắm, đi ra ngoài. Mùi này rau nó tốt lắm cả nhà. Quả hỉ đồ đầy luôn á nha. Cái nhìn của bánh hỏi nè, ngon quá. Mình cho một cái vô đây ha. Mình bỏ vô đây để mình ăn với rau. Bánh tráng nó lát mình ăn sau. Ngon quá. Mình cho một miếng mì cầm.
đã vào đây. Đẹp chua. Ngon quá. Chúng ta thêm một tí mắm ớt tỏi nè. Ngon quá. Mình cho một ít xà lách. Mình ăn bánh hỏi mình bỏ rau đồ vô nhiều, tại vì rau của vườn nhà mình nhiều lắm, thành mình ăn nó nhiều rau nó cũng tốt. Chút rửa nước muối á, ngâm 5 phút cho đỡ nó sầu. Thì nhà mình cũng có đầy luôn. Giờ ăn với cái này nó ngon lắm, lâu lâu trễ bữa ăn á nó ngon lắm cả nhà mình. Bánh hỏi á, bên này không có phải như ở Việt Nam. Bánh hỏi bên này muốn ăn á là trút một cái gối bè cô gái đó về, ngâm nước khoảng 10 phút nó ra, rồi bắt đầu mình bỏ vô cà quay á, mình bỏ hành thị vô, mình quay vậy thôi. Ngon quá. Tại vì ăn bánh hỏi này á, nó phải có đồ chua và các thứ nhân nó mới không có bị ớn. Chút làm hết chứ không có mua, ở bên này không có mua. Ở bên này mình muốn ăn cái gì á thì mình làm hết hết cả nhà. Mua nó không có như ở Việt Nam đâu. Thành chút mình thèm cái gì cái mình lại mình ăn à. Cả nhà thấy Trúc ăn ngon không? Thế này ăn gì? Thế nè, thế đi ra đi vô gì á? Muốn ăn? Thế nào? Ngon quá. Nó có đồ chua rồi mà ăn có ớt. Ở bánh tráng thì ăn ngon á. Hmm. Con ăn không? Kể. Hmm. Yes, yes. Nó thấy mị nó ăn nó đứng như gồm.
giỏi. Ăn đi, con ăn đi. Ngon quá cả nhà ơi. Nhưng á, bỏ gì ăn giả mặn đi. Ngon. Ăn ngon. Ngon quá. Bây giờ mình cha thì Minh Hỏi bỏ vô đây. Trước ăn buổi trưa nhiều, buổi tối ít ăn. Hình như là một ngày ăn một buổi trưa. Ăn buổi trưa ăn đầy đủ, chiều tối là không ăn bao nhiêu. Rất là về tối không có ăn. Thành ra trưa chút ăn thoải mái luôn. Chú ăn hết dĩa bánh hỏi luôn á. Cho cái này vô. Cái đồ chua á, chú làm á, nó chua chua ngọt cũng ngon lắm. Xoài nè. Xoài nè, củ cải nè, cà rốt nè. Bỏ tí giấm vô. Đường, muối. Ngâm tí xíu xong dắt ra. Làm cái nhân ăn. Nhờ mình ăn bánh hỏi có rau rồi như vậy á, nó không có ớt. Mami. Mami. Nó lên nó quậy rồi, nó kêu mami. Quậy lắm. Mami. Mami. Bánh tráng bỏ đâu vô. Ngon quá. Ngon lắm luôn cả nhà ơi. Chúc ăn mà chúc mê luôn á. Ăn cái gì nó cũng ngon á cả nhà, biểu xin nó không mập. Chúc Khéo ăn rau á. Thành ăn rau nhiều. Hình như trong cái hầu ăn á là phải có rau luộc hoặc là rau sống hoặc là rau nấu canh. Chứ còn không có rau á chịu không có được. Nó quen rồi. Mùa dịch á, giảm đi chợ bớt á, thành ra ngồi trước á, hái rau. Con gái mình nó quậy á, nó lên lửa ở, nó bốc nó ăn rồi nó khế. Mới nhạt nhỏ lại hay nè. Ăn ngon.
Ngon quá à. Dạ. No quá rồi, vừa ăn hết cái này rồi. Cứ lại thôi cho no luôn á. Nhưng mà bỏ trong vô cho nó đỡ hết. Mình ăn hết rổ rồi. Bây giờ uống nước ha. Video sau, bye bye. Cô chú anh chị và các bạn.